Địa điểm cho và nhận tim cực xịn. Có một địa điểm không biết từ bao giờ trở thành một khu vực chéo tim cực đông các bạn tham gia. Các bạn hãy đến khu trung tâm, vào ngân hàng. Tại đây thường sẽ tập trung rất đông các bạn chéo tim với nhau. Sau khi chéo tim hết các bạn ở đây, các bạn hãy chuyển sang Glow Button và ngược lại, cũng sẽ có rất đông các bạn chéo tim đấy nhé. Lưu ý, chỉ áp dụng cho server Việt Nam. Bằng cách này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cho team 300 lần và có thể còn nhận được rất nhiều team đấy nhé. Chúc các bạn thành công!